xây mô hình dòng tiền để cho thuê thì sẽ lên xây ở Cầu Giấy hay lên xây ở Nam Từ Liêm. Thì có một cái đặc điểm là như này, bạn xây ở đâu là bạn phải dựa theo mục tiêu, mục đích cũng như là cái sự phù hợp. Thì tôi sẽ phân tích những cái ưu điểm, nhược điểm của hai khu vực khác nhau. Ví dụ như các bạn xây ở khu vực Cầu Giấy là bên này, thì Cầu Giấy được coi là một trong những khu mà hot nhất của việc cho thuê. Tức là với số lượng phòng bao nhiêu và xây như nào thì bạn vẫn có thể cho thuê tốt được. Đấy là cái ưu điểm lớn nhất của khu vực Cầu Giấy. Nhu cầu cho thuê lúc nào cũng là cao nhất cho với các khu vực khác. Còn với khu vực Nam Từ Liêm thì với những cái địa bàn ví dụ như Mỹ Đình, Mỹ Trì, Phú Đô, Xuân Phương thì cũng đang cho thuê rất tốt. Nhưng nếu là so sánh với Cầu Giấy thì mức độ thanh khoản của việc dòng tiền cho thuê ở Cầu Giấy bao giờ cũng là top 1 rồi. Nhưng cái nhược điểm của khu vực Cầu Giấy là chúng ta sẽ bị cái giá vốn cao, tức là giá đất của khu vực Cầu Giấy ấy, thì bao giờ nó cũng là cao hơn Nam Từ Liêm ít nhất khoảng 10%. Nhưng có một cái hạn chế nữa, đó là hiện nay ấy, cơ quan nhà nước chỉ cho Cầu Giấy cấp phép hiện tại, thời điểm hiện tại tôi đang làm video này nhá, với 4 tầng 1 tum, thì cái việc đa số nhà trong ngõ chỉ được 4 tầng 1 tum thôi thì nó rất khó để có thể bạn đạt được dòng tiền. Nhưng mà khu vực Nam Từ Liêm có những vị trí chúng ta có thể cấp phép được là đa số là 5 tầng 1 tum hoặc là 4 tầng 1 lửng 1 tum, thì nó sẽ thuận lợi cho việc là gia tăng số phòng và dòng tiền. Nhưng mà khu vực Nam Từ Liêm này nó có một cái ưu điểm nữa, đó là tiềm năng tăng giá của nó sẽ còn tốt hơn. Về mặt lãi vốn, nó sẽ tốt hơn Cầu Giấy. Tôi vừa phân tích cho các bạn những ưu nhược điểm cơ bản. Vậy thì cái cách mà bạn đầu tư ở đâu? Với các nhà đầu tư mà cần thanh khoản về dòng tiền cho thuê hoặc là cần thanh khoản về mô hình mua đi bán lại, về lãi vốn thì các bạn có thể đầu tư ở Cầu Giấy và đầu tư theo kiểu lướt sóng ngắn hạn. Còn nếu mà các bạn đầu tư dài hạn và đầu tư theo kiểu cất giữ tiền và muốn là dài hạn hơn thì các bạn có thể đầu tư ở khu vực Nam Từ Liêm, thậm chí xa hơn ở khu vực Nam Từ Liêm các bạn có thể là xuống khu vực gọi là Xuân Phương, thì khu đó nó sẽ là rìa của Nam Từ Liêm, thì tốc độ tăng giá nó sẽ không chỉ là 10% mà có thể nó là 20% một năm, nó gấp đôi so với Cầu Giấy hoặc trung tâm của Nam Từ Liêm. Và một cái đặc điểm nữa đó là khi các bạn đầu tư ấy thì ngoài cái yếu tố về mục tiêu, mục đích và thời gian đầu cơ hay là lướt sóng thì bạn cũng phải quan tâm đến cái yếu tố đó là về sự phát triển của từng vùng. Thì Cầu Giấy thì cái quy hoạch nó cũng đã khá là ổn định rồi, còn Nam Từ Liêm thì có rất nhiều những tuyến đường đang mở rộng. Thì vì vậy là chúng ta dựa vào đó để chúng ta đầu tư vào gần những cái nơi mà đường nó sẽ mở rộng ấy, thì biên độ tăng giá nó sẽ trở lên là đột biến. Thì đấy là một số cái quan điểm cá nhân của Bác Đại Bàng dành cho hai quận này mà chúng ta có thể đầu tư, và rất mong là các bạn sẽ tiếp nhận và đón nhận những video của Bác Đại Bàng. Nếu thấy video hay hãy comment, bình luận và cho ý kiến về video nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.